Shop Lo Bị Chim xin kính chào toàn thể các bác đang đón xem video của em nhé. Và hôm nay đến với tất cả mọi người thì em có một cái chút chia sẻ nho nhỏ tới toàn thể mọi người. Thì bác nào mà xem video của em cố gắng xem cho hết video. Và bác nào mà chúng ta đã trở thành chuyên nghiệp săn thủ rồi, các bác trở thành những cái săn thủ chuyên nghiệp và giỏi rồi thì các bác bỏ qua video này. Còn bác nào chúng ta mới vào nghề thì em cũng chia sẻ một chút cái kinh nghiệm chúng ta chọn lưới nho nhỏ như thế này. Thì ở đây trước mặt đây là hai cái dòng lưới. Nếu bác nào tinh ý các bác chỉ cần nhận biết ngay đâu là lưới xịn và đâu là hàng lưới tàu. Thì để như này anh em dễ, rất dễ nhận biết phải không ạ? Như bản thân em là phụ nữ, em không trực tiếp đi đánh bẫy như các bác, nhưng em là người trực tiếp đưa lưới tới tay các bác. Đấy, cho nên là em nhìn cái thì em cũng sẽ nhận biết ra ngay. Thì đối với dòng lưới tốt thì anh em nhìn rõ không ạ? Thì đây, ở bên tay phải của anh em đây, đó, dòng này chính là dòng lưới đẹp này, đấy. Và bên tay trái đây, đây chính là dòng lưới tàu này, đấy. Thì và đi nói sâu hơn về cái lưới này chính là cái lưới chuyên dụng để đánh con chim rẽ run. Đấy, con chim rẽ run đấy, con chim mỏ nhác ấy. Đấy, đối với dòng lưới này thì nó có hai loại. Loại này, đấy, màu sắc của nó này. Thứ nhất, chúng ta đi tìm hiểu về cái màu sắc, chúng ta phân biệt vào cách dễ nhất, đó là màu sắc của lưới. Đấy, màu sắc của lưới và hình dáng bên ngoài của lưới. Cái cách chúng ta nhận biết nho nhỏ đối với dòng lưới tàu này. Đấy, dòng lưới tàu loại 1 nhá. Thằng này thằng loại 1, không phải thằng loại 2, loại 3. Đối với thằng loại 1 này, nhìn cái khi nhuộm vào này, khi nhuộm vào này, nhìn sợi lưới của nó cũng vẫn đẹp thôi. Nếu nó đứng một mình thì nó vẫn cứ đẹp, nhưng khi nó đứng cạnh em lưới xịn này thì nó lại không bao giờ bóng bằng. Đây anh em nhìn thấy không? Đó, nhìn cái lưới xịn này nó rất là bóng này. Đấy, rất là bóng này, rất là bóng và màu đen của nó cũng đã khác thường rồi. Đây, đây lưới xịn đây. Còn hàng lưới tàu này của nó sẽ đen theo kiểu đen đen khác. Đấy, cùng nhuộm chung trong một nồi và cùng nhuộm chung một mẻ lưới, nhưng ra hai cái màu khác nhau hoàn toàn. Và cách phân biệt, đấy là màu sắc. Còn cách phân biệt thứ hai, bác theo dõi sát vào đây này. Đấy, cái mắt lưới này, đối với dòng lưới tàu lưới rẻ này, đây này, cái thắt nút của nó này, cái mắt lưới này, cái mắt lưới này của nó, anh nhìn, anh em nhìn rõ, em đặt lên tay này. Cái này là dòng thắt một nút, đây gọi là dòng thắt một nút. Và cái hàng này của nó thì nó vẫn xô mắt bình thường. Đấy, đây là lưới mắt dọc. Lưới mắt dọc nhá, đánh dễ run 100% lưới mắt dọc. Cái này thì của nó vẫn xô mắt bình thường nhá. Anh em nhá. Đấy, đây là cách thứ hai để chúng ta nhận biết. Đấy, nhận biết qua nút lưới. Đấy, nó sẽ xô mắt bình thường và của nó chỉ có một nút, anh em nhìn rõ nhá. Quan sát thật rõ này, đó. Đấy. Còn cái đối với dòng lưới tốt thì sao? Về màu sắc này, anh em này, màu của nó đen, đen kít luôn. Đây, màu nó đen và nó toát ra một cái ánh gọi là ánh bóng ly luôn. Anh em nhìn thấy không? Bóng ly luôn. Và anh em này, anh em nhìn mắt lưới này. Anh em nhìn mắt lưới này. Đấy, mắt lưới, nó cũng vẫn là hàng mắt dọc thôi, nhưng nó là dòng thái xịn nhá. Dòng này là dòng thái xịn. Còn dòng này, xin thưa các bác, đây là dòng lưới tàu nhá. Nhiều cơ sở người ta làm, người ta cứ dán cái mác là made in Thái Lan vào, nhưng em xin thưa các anh em nhé, em không có làm thế. Hàng tàu em bảo hàng tàu, là hàng Thái Lan nên bảo hàng Thái xịn luôn. Đấy, hàng tàu này nhá, không bao giờ có chuyện hàng Thái xịn hay Thái xịn mà có giá rẻ như cho trên thị trường nó bán có 400, hơn 400 tẹo đâu. Không bao giờ có. Đấy, đấy chỉ là hàng tàu, còn hàng Thái xịn của nó đắt hơn. Em nói luôn là nó giá thành nó đắt hơn, như em phân biệt này. Khi em banh này, đấy, khi em banh mắt lưới này, nó không chạy tọc 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 như lưới tàu. Đấy, với lại cách thứ hai là anh em nhìn vào cái mắt lưới này. Đó, nhìn vào cái nốt thút là quan trọng nhất. Đây anh em nhìn rõ nha. Em nhìn rõ nha. Dòng này là dòng thắt hai nút anh em nhá. Cái lưới này là dòng thắt hai nút, đâm ra nó không chạy được mắt là ở nguyên do đó đấy. Đấy. Đấy là cách thứ hai phân biệt. Thứ nhất là chúng ta phân biệt màu sắc. Và thứ hai, chúng ta phân biệt qua nút thắt của mắt lưới. Đấy. Anh em nhìn rõ nhá. Đây đây nhìn rõ không ạ? Đây em để từ từ. Đấy, nhìn mắt lưới nó thắt hai nút, nhìn nó thô hơn. Nhìn nút của nó to hơn. Đấy anh em nhìn rõ không? Và banh thì nó không bị chạy. Đây anh em nhìn rõ này, em kéo này. Đó em kéo này, em kéo nhá. Đó em kéo, anh em nhìn quan sát rõ này. Đấy em kéo này nhưng mắt nó không bị chạy này. Đấy anh em nhìn rõ không? Đây em đang test thử cho anh em xem đấy. Đó, bên nhà em nhá, có hai cái dòng rẽ run này. Thì em đang cung cấp ở trên thị trường.
Đấy, em phải nói rõ và đưa lên đây để cùng anh em gọi là chia sẻ một chút, gọi là nhận biết thôi. Nhận biết cái lưới này để chúng ta cùng nhận biết lưới và chia sẻ cái cách chúng ta phân biệt lưới thái xịn và lưới thái tàu, để khi anh em mua hàng về chúng ta đỡ mất quan điểm, không lại bảo là em sao em bán đắt thế, hoặc là sao em bán cái lưới này lại giá như thế, anh mua chỗ này chỉ có giá như thế. Cho nên là mục đích của em làm cái video này, thứ nhất, mục đích thứ nhất là cùng anh em cách nhận biết một tay lưới tàu đánh rẽ run và một tay lưới thái xịn đánh rẽ run nó như thế nào. Và cách thứ hai, và để giải quyết những cái thắt nút ở trong lòng các bác về giá cả đấy ạ, là các bác là cứ thắc mắc về giá cả đắt với rẻ đấy, thì em cũng nói rõ luôn ở đây, riêng tiền nào thì của đấy đấy anh em nhé, chứ không bao giờ có chuyện là lưới tàu lại đi em đẩy giá lên thành lưới thái, mà lưới thái em đẩy lên thành cái lưới ở đầu ở đâu, không bao giờ làm thế. Lưới tàu thì bảo lưới tàu, mà lưới thái xịn thì bảo lưới thái xịn, anh em công nhận không ạ? Đấy, vừa rồi em đã bộc bạch tất cả cái tâm sự của em cho tất cả quý khách hàng trên toàn cả nước về cái thứ nhất là về cách phân biệt, và thứ hai về về cách giá cả khi chúng ta mua hàng, cho chúng ta khỏi mà phân vân hoặc thắc mắc, hoặc là chỉ một chút nào đấy thôi anh em chúng ta cũng đã mất quan điểm, nghĩ sai với nhau. Em không thích như vậy, thực ra em bán hàng rất là thẳng tính thôi, như nào nói thế. Còn anh em yêu quý em thì xem hết video của em, vui lòng ấn cho em chữ đăng ký kênh. Còn bác nào cảm thấy không ok, các bác cũng có thể không thể bấm gì cả, có thể xem lướt qua. Đấy, nhưng mà dù sao cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã ngồi cùng em, nghe em nói, bớt chút thời gian xem cái cách chia sẻ của em, chúng ta phân biệt cái lưới tàu và lưới thái xịn như thế nào. Cảm ơn tất cả mọi người nhé. Và như thường lệ thì em cũng xin phép đăng tải cái video này lên để cho tất cả các bác biết, và chúng ta gọi là mới vào nghề chúng ta chọn lưới cho nó chuẩn thế thôi. Rồi, xin cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn các bác ở những video lần sau. Chào toàn thể các bác nhé.